Bạn Hoàng Trường có đặt một câu hỏi là tại sao mình lại chọn trường hợp đặt cọc bán chênh rủi ro cao, sao mình không chọn trường hợp là cò bán đỡ rủi ro? Nào, ở đây bạn nào đã từng đặt cọc bán chênh rồi? Nếu có thì ghi 1, mà chưa thì ghi 0 nào. Ở đây bạn nào đã từng đặt cọc bán chênh rồi nào? Nếu mà đặt cọc rồi thì ghi 1 nhá. Chưa đặt cọc thì ấn 0 nào. Để tôi xem kinh nghiệm đặt cọc bán chênh của anh chị em trong này có nhiều không? Anh chị em còn câu hỏi thì có thể gửi tiếp lên nhé. Điền Võ Thiện rồi, đã kho tài liệu cũng đặt cọc bàn chênh rồi. Ok, hai bạn này cũng có kinh nghiệm đặt cọc bàn chênh rồi. Đây là một công cụ rất là hay để các bạn tăng thu nhập và trở thành nhà đầu tư. Và lời khuyên chia sẻ của tôi là các bạn là chúng ta đã làm môi giới thì nên nghĩ đến việc đặt cọc bàn chênh. Chắc chắn muốn phát triển trong nghề môi giới bất động sản thì đặt cọc bán chênh là con đường chắc chắn các bạn phải đi. Tuy nhiên thì làm thế nào để giảm cái rủi ro trong đặt cọc bán chênh, rồi thì làm thế nào để mà có cái hiệu quả trong đặt cọc bán chênh thì tôi cũng chia sẻ thêm về cái lĩnh vực đặt cọc bán chênh nhá. Cái nguyên tắc để các bạn đặt cọc bán chênh, số 1 là cái nhà đó thì nó phải rẻ hơn thị trường. Ví dụ thị trường là 10 đồng đúng không, thì nó phải tầm ví dụ 7 đồng thôi, 9 đồng cũng khó, phải 7 đồng, cùng lắm là 8 đồng. Đó, 7 đến 8 đồng quay đầu, 8 đồng quay đầu. Trường hợp 1 là rẻ. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta vào đặt cọc bán chênh thì các bạn, lời khuyên của tôi là các bạn đặt gọi là vấn đề luôn với chủ nhà là nhà đầu tư. Các bạn đừng có bảo rằng em mua em ở, thế này rất là lòng nhằng. Cái kinh nghiệm của tôi khi mà làm việc với những bất động sản đặt cọc bán chênh là chúng ta đặt thẳng vấn đề luôn. Là anh ơi, bây giờ thì tình hình như này, thì em cũng chả giấu gì bác là em mua để em đầu tư, em định cho thuê. Chúng ta không nói là chúng ta bán nhá, đừng nói là chúng ta bán vội. Đặt vấn đề là em định mua, em đầu tư để em giữ tiền. Đấy, hoặc là em cho thuê. Em mua về em cho thuê rồi, em chả ở đâu. Đấy, thì bác có nhu cầu bán, em có nhu cầu mua thì bác để lại cho em. Đấy, thế thì giá thì vẫn cứ đàm phán bình thường thôi, cứ đàm phán bình thường, được, chúng ta cảm thấy được thì chúng ta xuống tiền. Vì đôi khi chúng ta cũng đừng ép chủ nhà quá, đừng mải tham quá mà đẩy vào họ cái thế quá rẻ. Cái khi mà họ nhận ra là quá rẻ thì đôi khi họ lại nảy sinh tâm lý tiếc tài sản. Đấy, thế thì việc 1 là các bạn kỹ thuật đặt cọc bán chênh, đặt thẳng vấn đề luôn là em sẽ mua. Đấy, em mua, em đầu tư đó thì cứ đặt cọc thôi, hẹn ngày hẹn giờ, và chúng ta vào đấy sau khoảng độ 2 tháng nữa thì em mới chuẩn bị 2 tháng hoặc 3 tháng thì cái tiền em gửi ngân hàng ấy thì nó mới rút ra được. Đấy, hoặc là thì em cũng cho ông vay thì tầm 3 tháng nữa thì ông ấy giả tiền thì em cứ đặt cọc bác ở đây, được thì em đặt cho bác tầm này tiền, theo chúng tôi thì bạn này đi thôi, không đặt nhiều. Thế trừ những cái ngon quá đặt nhiều, còn ít không bình ngon bình thường đặt ít. Cái thứ hai là tùy theo cái năng lực của các bạn nhé. Nếu chúng ta có khả năng bị rủi ro chúng ta mua được thì có thể đặt nhiều, còn nếu như mà không mua được, ví dụ như mà chúng ta không có năng lực tài chính để chúng ta mua lại, nếu chúng ta không bán kịp thì đặt ít thôi, kinh nghiệm là tôi chia sẻ là đặt ít thôi. Và tiếp theo, nếu như chủ nhà không đồng ý thì chúng ta chuyển phương án 2 là chúng ta ký hợp đồng môi giới độc quyền. Đó, anh chị em nhá, đã đi đặt cọc bán chênh thì phải có tư duy là môi giới độc quyền, được chưa? Không đặt cọc bán chênh được thì môi giới độc quyền. Vì sao? Bởi vì thôi rồi, nếu mà anh không bán thì em, nhưng mà thực ra thì không bán tức là họ không đồng ý bán cái giá của mình mua thôi. Đấy, còn họ bán cái giá kia thì bảo thôi cái giá đấy thì em không mua được, vì em cũng chả giấu bác em đi đầu tư mà cái giá đấy em nó không hợp lý. Thế thì bây giờ như này, em sẽ có khách hàng của em là đầu tư thì em cũng có khách mua của em, thế thì bây giờ nếu mà bác đồng ý thì em sẽ đưa khách sang cho anh. Đấy, hoặc là các bạn cũng nói thẳng luôn là bạn có một cái công ty môi giới đi chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì nếu mà anh đồng ý thì em sẽ, thực ra thì nghề của em là nghề bán bất động sản, em là nhà đầu tư em bán rất là dễ thôi, Thế thì nếu như anh muốn bán thì anh phải làm như thế này này, lúc ấy bạn xuất hiện với vai trò của một nhà đầu tư, nhà tư vấn, nó dễ tư vấn hơn rất là nhiều so với ông môi giới. Thì một là anh ký hợp đồng độc quyền cho em, thì em sẽ bán cho anh trong vòng khoảng 3 tháng là em giải quyết xong cho anh, vì những cái nhà của anh thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, các bạn tất nhiên bạn phải có kinh nghiệm thật và cái trình độ thật. Sau đó thì các bạn ký được hợp đồng độc quyền rồi, thực ra các bạn muốn học ký được hợp đồng độc quyền thì tôi có một cái khóa học dạy ký hợp đồng độc quyền, cũng một cái khóa học dạy đặt cọc bán tranh. Đấy, vì đặt cọc bán tranh thì tôi thích hơn, bởi vì cái món đấy nó ra nhiều tiền, món đấy là bạn có thể làm rất là nhiều nếu như các bạn có một cái đội ngũ khoảng độ 3-4 người thôi, không cần nhiều đâu. Thì và cái hệ thống nguồn nhà ổn định ấy, thì một năm bạn có thể đặt cọc cũng tương đối nhiều căn đấy, chục căn 20 căn là chuyện bình thường đó, và mỗi một căn thì cái lợi nhuận cũng sẽ rất là cao. Thì cái khóa học đặt cọc bán tranh thì tôi cũng có một cái khóa học hướng dẫn các bạn cách đặt cọc bán tranh. Tuy nhiên nếu không đặt cọc bán tranh được thì chúng ta chuyển sang là ký hợp đồng độc quyền, đúng không? Ký hợp đồng độc quyền cũng rất là hay, bởi vì hợp đồng độc quyền coi như chúng ta có quyền bán, chúng ta không sở hữu nhà nhưng chúng ta sở hữu quyền bán. Mà với cái việc là nếu như anh chị em đã học cái khóa bán bất động sản trong 30 ngày rồi, và tôi không gọi là bất động sản trong 30 ngày nữa mà tôi gọi là khóa thiên tài môi giới, thì anh chị em học cái khóa thiên tài môi giới rồi thì cái việc quảng cáo bất động sản nó rất là dễ. Cá nhân tôi thì cái áp dụng cái công thức quảng cáo mà tôi có chia sẻ cho anh chị em ấy, thì tất cả những bất động sản hợp lý ấy, tất nhiên là cái tầm tiền nó cũng phải nhiều khách hàng thôi, nhưng có những tầm tiền nó ít người mua thì nó sẽ khó hơn. Đấy, thì chúng ta phải ký lâu hơn. Còn những cái bất động sản nhỏ nhỏ, ví dụ như ở cái vùng ven, ví dụ 500, 1 tỷ chẳng hạn, hoặc là những cái bất động sản ở trong phố 1, 2, 3 tỷ, 5 tỷ đổ lại ở các thành phố lớn thì bán rất là nhanh, thì thường là 1-2 tháng là giải quyết xong thôi. Nên là chúng ta biết cách marketing nữa thì nó rất là dễ, không có gì khó cả. Còn nếu đề phòng rủi ro nhá, anh chị em lưu ý này, muốn đề phòng rủi ro gì? 1. Nâng kỹ năng thẩm định giá lên, nâng kỹ năng điều tra định giá tốt lên. Vì điều tra định giá ấy, vì xác định một cái bất động sản chất lượng ấy, thì các bạn phải có kỹ năng điều tra và định giá bất động sản. Đó, nếu các chúng ta không biết cách điều tra định giá bất động sản thì các bạn dễ phải mua bất động sản, ví dụ như là hỏi ra thì biết nhà này có người chết chẳng hạn. Đấy, hoặc là nhà này đang tranh chấp chẳng hạn, đặt cọc rồi mà gặp những quả đấy là thôi toi rồi, hoặc là có quy hoạch chẳng hạn. Đấy, ông không biết điều tra là chết. Hoặc là nhà đấy về có cái lỗi gì đó, ví dụ như là sổ nó đang gọi là không đúng so với diện tích thực tế chẳng hạn, bán cũng rất là khó. Nên là các bạn phải học cách điều tra định giá. Rồi cái vấn đề chúng ta vô tình chúng ta chỉ tham về giá, chúng ta không điều tra, chúng ta gặp một cái trường hợp là cái nhà, ví dụ cái nhà cũ chẳng hạn, nhìn ra bên cạnh nó cũng cũ mà bây giờ đập cái nhà của mình đi mà xây mới, ví dụ khách nào mua họ về họ xây mới chẳng hạn, những nhà bên cạnh đập vào nhà của mình phát là nhà bên cạnh nó đổ chẳng hạn, là chết rồi, là coi như là rất là khó để ra hàng. Thế thì làm thế nào để điều tra định giá mà hỏi thông tin một cách đầy đủ và chính xác, thì tôi cũng có một cái khóa học đầy đủ, cũng mất khoảng độ nửa ngày đấy, về điều tra và định giá một cái bất động sản như thế nào để chúng ta mua, chúng ta đi đặt cọc bán tranh ấy, thì chúng ta không bị rủi ro. Đấy. Còn nếu chúng ta không biết cách điều tra định giá thì đi đặt cọc bán tranh là gần như là cũng nguy cơ rủi ro rất là cao. Đấy. Nên là thực ra trong cái nghề này có nhiều thứ các bạn phải học lắm. Tôi 6 năm rồi tôi làm, tôi học rất là nhiều, tôi trải nghiệm rất là nhiều thì tôi mới có như ngày hôm nay. Ok nhá. Thứ nhất là các bạn điều tra định giá giỏi này, thứ hai là các bạn biết cách quảng cáo này, thì các bạn cứ yên tâm mà đặt cọc bán tranh đi. Thực ra thì xác định lỗ thì cũng chả sao cả, thực ra lỗ không nhiều đâu, không nhiều đâu, so với những cái các bạn được, các bạn nhân đó những cái các bạn được sẽ được rất nhiều, nhiều hơn nhiều so với những cái các bạn mất. Tuy nhiên các bạn có đội ngũ và biết cách xây dựng một đội nhóm để đặt cọc bán tranh thì một mình bạn thì cũng được, nhưng mà để có thể liên tục đặt cọc bán tranh thì các bạn cần xây dựng một cái đội nhóm, ví dụ xây một cái quy trình, ai là người quản lý đội nhóm, rồi ai là người đi lấy nguồn nhà, các bạn quy trình để lấy nguồn nhà như thế nào để mà có thể là gì ổn định và đều đặn, và có những cái bất động sản hợp lý. Ví dụ như bên tôi chẳng hạn, chi phí đầu tư một cái nguồn nhà, ví dụ một cái nhà mà có thể đặt cọc bán tranh được theo tiêu chí của tôi đưa ra thì tôi trả cho bạn 1 triệu, và cái đấy vào đàm phán giả thêm 2 triệu nữa. Đấy, thế tôi có những cái nguồn nhà chất lượng khi chúng tôi sẵn sàng trả phí. Ok. Đó.